thôi. Thưa quý vị khán giả, đêm qua, người dân ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã phải đăng các dòng trạng thái kêu cứu lên các trang mạng xã hội khi mà nước lũ bất ngờ về, làm nhấn chìm nhiều nhà cửa. Lúc này thì thị trấn Thất Khê cùng với 6 xã khác ở huyện Tràng Định đang bị ngập sâu trong lũ và cách duy nhất để lực lượng chức năng có thể ứng cứu người dân, hỗ trợ kịp thời cho mọi người đó là di chuyển bằng xuồng hoặc thuyền hay thậm chí là bè. Tại trung tâm thị trấn Thất Khê, hàng nghìn ngôi nhà đã bị ngập trong nước lũ. Nhiều người cố gắng cầm cự trên các tầng cao nhất của ngôi nhà đã siêu vẹo vì nước cuốn qua. Nhiều người đã không còn nhà để về vì nước lũ đã nhấn chìm tất cả. Nhà em bị ngập hết rồi. Đấy là một nỗi buồn rất lớn với gia đình. Bây giờ chỉ mong các chú ở trên địa bàn thì hỗ trợ phần nào thì được thôi, chứ còn bây giờ gia đình chẳng mong muốn cái gì ạ. Nước nôi với ăn uống là sinh hoạt vô cùng vất vả em ạ. Tại vì là mình nó lên đột xuất mình không chuẩn bị được trước ấy. Trước mấy thì nó quá lên nước lên quá nhanh, quá bất ngờ hôm qua ấy. Đâm ra là mình cũng chỉ gọi là chạy được những cái vật dụng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày bình thường thôi. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa mưa to. Mực nước tại sông Kỳ Cùng cao hơn 254mm trên mức báo động 2. Điều này khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, bước đầu công tác giữ an toàn cho người dân vẫn được Lạng Sơn đảm bảo. Chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo đối với các xã triển khai những cái lực lượng tại chỗ và những phương tiện tại chỗ để ứng cứu, ứng trực, giúp đỡ cho bà con nhân dân trong vùng lũ được lên những nơi an toàn. Để ứng cứu người dân chống bão, hơn 1.000 người thuộc các lực lượng chức năng được địa phương huy động hoạt động liên tục từ đêm qua. Việc cứu trợ sẽ được thực hiện xuyên đêm để đảm bảo an toàn cao nhất cho người dân.